Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, hôm nay mình làm đề tài tiếp theo. Mời các bạn đăng ký kênh và nhớ like, share, chia sẻ cho mọi người cùng biết. Vì lớp trẻ sau này bị nhồi sọ kinh nên không nắm được tình hình đất nước năm 1945. Và mình làm bài tiếp theo, đó là nguyên nhân thật sự của nạn đói năm 1945. Đây là một trong những thuyết âm mưu xoát tội của Thiên Chúa Giáo, hay nói cách khác là của Vatican. Cùng với các vụ xoát tội khác của thế lực nhà thờ, như tin về ông Ngô Đình Diệm bị giết vì không cho Mỹ đổ quân, đã được giải mã từ năm 2002 mà chúng tôi đã trình bày trong video ngày 5 tháng 5 năm 2020. Vấn đề đổ thừa hoàn toàn nạn đói cho Nhật cũng mới bắt đầu chừng vài chục năm nay, có lẽ cũng nằm trong thuyết âm mưu là xóa tội cho Pháp mà Thiên Chúa Giáo là đồng mưu. Cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Vấn đề này các bạn trẻ không thể nhìn thấy nếu không hiểu rõ lịch sử của Giáo hội La Mã can thiệp vào tội tình của Việt Nam từ thế kỷ 17 cho đến nay. Mới đây trong video ngày 5 tháng 5 năm 2020, Góc nhìn Hoàng Duy Hùng kính mời phản biện Cờ Tổ quốc trên sử quan, diễn giả cũng đem nạn đói năm 1945 vào, bắt đầu từ phút thứ tư 40 giây. Hùng nói Nhật đã vào Việt Nam năm 1940, thất chân Pháp ra khỏi Việt Nam, đã đặt nhiều vấn đề lên trên Việt Nam, làm cho đất nước năm 1945 2 triệu người chết. Năm Ất Dậu chết đói, Nhật quyết định lấy gạo để đổ trở thành than chạy xe lửa, chứ không cho người dân Việt Nam ăn. Chết đói 2 triệu. Cái mùa hè đó, thế chính phủ ngày 17 tháng 4 năm 1945, cờ vàng vẽ ly có chính nghĩa đại diện được không? Có tranh đấu được gì cho quyền lợi của dân tộc không? Phút 5 30 giây. Thật ra thế lực ngoại xâm nào cũng không tử tế với dân ta. Nhật, Pháp, Vatican cũng cùng một ruột. Vấn đề là vai trò của Pháp là chính yếu, vì nó có hệ thống chính sách hẳn hoi và lại lâu dài hơn thời gian Nhật đổ quân vào Việt Nam. Vấn đề lịch sử, phần đông chúng ta không còn thêm mấy ai sống từ thời Pháp, Nhật qua nạn đói, mà ngay cả những người còn sống và chứng kiến từ thời đó đi nữa. Việc chứng minh đâu là nguyên nhân cũng phải dựa vào tổng thể các dữ kiện trong các sử liệu. Các thứ tự của thời điểm, việc trước hết là nguyên nhân, việc sau. Lịch sử chân chính không phải là cứ lặp đi lặp lại một đoạn được cắt xén trong chuỗi sự kiện, vì nó sẽ mang một ý nghĩa khác. Xin mời quý vị đọc các tài liệu chứng minh sau đây để rút cho mình một bài học đúng trên sách hiếm. Là một người viết sử và cũng đã viết về nạn đói năm 1945, xem sách bài liệt kê bên dưới. Tôi sẽ xin khẳng định rằng nguyên nhân gây ra nạn đói đầu năm 1945 là do liên minh xâm lược Pháp, Vatican gây ra, chứ không phải là người Nhật như được tuyên truyền từ sau năm 1975 đến nay. Chúng tôi cho rằng đây là một âm mưu đổ hết tội cho Nhật và chạy tội cho Pháp và Giáo hội La Mã. Xin kể ra đây một số tư liệu chứng minh rằng đói đã có rất lâu trước khi Nhật nắm quyền ở Việt Nam, nghĩa là kết quả của sự cướp đoạt tài nguyên và nhân lực của nhân quân Việt Nam trong nhiều năm dưới tay thực dân Pháp và Giáo hội La Mã. Yếu tố Nhật chỉ là giọt nước tràn ly mà thôi. Xin duyệt qua các bà tài liệu sau đây. Thứ nhất, Giáo hội La Mã đã không từ nang bất kỳ một thủ đoạn nào, kể cả những thủ đoạn và hành động đê tiện nhất, để bóc hốt vơ vét của cải tích lũy cho đầy túi tham của Giáo hội. Chính linh mục Trần Tâm Tĩnh năm 1929 năm 2019
đã tả những mánh lới mà nhà Chung Công giáo La Mã cướp đoạt ruộng đất ở Việt Nam như sau. Chỉ một mình nhà Chung Công giáo mà chiếm hết 1/4 đất trồng trọt ở Nam Kỳ. Phương thế chiếm hữu các đất đai đó rất là đơn giản, dùng tham nhũng, hối lộ và cưỡng ép. Đây là một vài ví dụ rõ ràng. Nhà Chung lợi dụng khi mất mùa để cho nông dân vay tiền. Tiền lời cho vay nặng, rất nặng lãi, cho nên con nợ sẽ không thanh toán nổi khi tới ngày trả. Và như thế là đất cầm trở thành đất nhà Chung. Giáo hội không từ một việc nào để nắm những giấy tờ hệ lụy bí mật, và nhờ đó dọa dẫm các quan chức, bắt họ phải làm theo ý mình muốn. Giáo hội cũng liên minh với những tay tài phiệt để khai thác các vùng đất nhường cho không và những thửa ruộng cướp được của nông dân. Giáo hội có người của mình nắm giữ những vai trò thế giá trong chính quyền thuộc địa. Nhà Chung đã tổ chức một hệ thống tình báo hoàn bị, cung cấp tin tức cho biết tất cả những gì liên hệ tới những con người, những công ty, những công cuộc, những hành động và phương án chính trị tại Đông Dương. Nhà Chung đã đặt được người thân tín của mình vào tất cả các cơ quan, vào hầu hết các xí nghiệp tại các trung tâm lớn, cũng như tận cùng những tỉnh xa xôi. Từ những năm đầu cuộc chiến đóng của chúng ta, nhà Chung đã quan tâm cho được tại Nam Kỳ những tài sản khổng lồ. Nhà Chung có tất cả 28.500 hecta ruộng, không kể đất đai ở thành thị cũng như các đất bất động sản và của cải khác. Tại miền Tây Nam Kỳ, nhà Chung làm chủ vùng đất lớn rộng tới 3-4 hoặc 6.000 hecta. Sài Gòn, ngày 14 tháng 12 năm 1934. Thứ hai, nạn đói đã nhanh manh nha từ năm 1938 ở nhiều tỉnh thành miền Tây và miền Nam, từ Rạch Giá, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau. Cụ Ngô Văn viết trong cuốn Việt Nam 1920-1945 mô tả nạn đói bắt đầu như sau. Vùng Phước Long, Rạch Giá, ngày 3 tháng 9 năm 1938, khoảng 1.500 dân cư làng Vĩnh Phú, Vĩnh Lợi, Vĩnh Quế, Mỹ Quế, phần đông là đàn bà và trẻ con kéo nhau đến quận Phước Long xin cầu cứu, than đói và không tìm được việc làm. Chủ quận trình phát cho người này 5 xu, người kia 10 xu, nhận 64 người đàn ông để quét mương gần bên chợ trả 0,6 đô một ngày. Qua mấy ngày sau, 700 người được tạm thâu 0,57 đô một ngày, còn 500 người khác không được nhận. Ngày 10 tháng 9 năm 1938, ông Trình đuổi hết 700 người rồi cáo bệnh, khóa cửa văn phòng. Nông dân miền Tây tổ mức cùng khổ náo động nhiều nơi ở Cổ Cò, Phong Thạnh, tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu. Ở Cổ Cò, độ 100 dân đói, phần đông là người Khmer, đàn bà và kỳ lão kéo đến đồn điền Lê Văn Châu toan khai vựa lúa. Ở Bạc Liêu, trong một tuần lễ dân nghèo chiếm lối mương vựa thóc. Ngày 15 tháng 9 năm 1938, 40 tá điền của Dương Khánh kéo đến quận để cáo tên này là thâu đoạt hết lúa mùa của họ. Nhưng chủ quận Gia Rây nói quan chức nào dám đả động đến quyền tư hữu thần thánh giáo hội La Mã. Qua ngày 6 tháng 10 năm 1938, tên đại điền chủ Dương Khánh sám mặt trước cảnh 300 dân đói già trẻ lao nhau, đàn bà trẻ con cùng đến khai vựa thóc của y, khuân ráo 500 giả lúa chứa ở đó. Giữa thị xã Cà Mau, 500 nông dân đói biểu tình ngày 4 tháng 10 năm 1938 kêu cứu, bị lính táo bạo giải tán. Nhiều chiếc xuồng bị đắm, nhiều nông dân bị thương, đại biểu của họ bị bắt. Nhiều người buôn bán động lòng mua cả hàng thúng bánh mì phân phát cho dân đói. Một bà điền chủ bố thí độ 100 đồng bạc. Ngày 7 tháng 10 năm 1938, lính giải tán 400 nông dân ở Rạch Giá,
và bắt 45 người trong khi họ khai vựa lúa của Lý Chiêu. Ở Long Trôn, 300 dân đói kéo đến vựa lúa của xã Thiên. Những bị lính giải tán tại Cái Cung, 405 dân mở vựa lúa của bà Xuyên Xôn. Từ 6 đến 8 tháng 10 năm 1938, nông dân Phước Long trạch giá thu hồi lúa trong các đồn điền người Pháp Saravi, Horirel, Khousin, Phenan, Gondana. Liền theo đó, tòa án trạch giá nhóm ngày 12 tháng 10 năm 1938 kêu án 45 nông dân Phong Phú từ 1 đến 2 năm tù về tội phạm quyền tư hữu tài sản, 27 người 1 năm tù, 3 người 8 tháng. Cũng tòa án ấy kêu án 41 anh năm cày Mỹ Hội từ 2 tới 6 tháng tù. Tranh đấu 22 tháng 12 năm 1938, phóng viên báo Tranh Đấu cùng 3 nhà báo khác ở Sài Gòn đến điều tra trong vùng đều bị bắt giam ở Bạc Liêu từ tháng 10 năm 1938. Họ bãi thực làm reo đến tháng Giêng năm 1939 mới được thả. Thứ ba, thử tìm hiểu chính quyền thuộc địa đã làm gì để đưa đến tình trạng dân đói như thế. Năm 1939 bắt đầu Thế chiến thứ hai, toàn quyền Castro ra nghị định đặt Đông Dương trong tình trạng khẩn cấp. Các biện pháp đàn áp được đưa ra để tấn công các đảng phái chính trị và bắt đầu siết cổ nhân dân ta về mặt kinh tế. Tác giả Phạm Hồng Tung kể lại biện pháp kinh tế trong một nói về chính sách thống trị của Pháp trong thời kỳ này như sau. Đi đôi với chính sách đàn áp tàn bạo nói trên, Castro cho ban hành chế độ kinh tế chủ hy nhằm tăng cường vơ quét bóc lột để cung cấp cho mẫu quốc tiềm lực tối đa của Đông Dương về quân đội, nhân lực, các sản phẩm và nguyên liệu. Một mệnh lệnh được phủ toàn quyền ban ra, tất cả các phương tiện kinh tế, kỹ thuật, giao thông, truyền tin, v.v. đều có thể bị trưng tập bất cứ lúc nào để dùng cho quân đội hoặc trở về mẫu quốc. Hàng chục loại thuế mới chuẩn bị được công bố. Chỉ trong 2 tháng đầu, gần 80.000 thanh niên Việt Nam đã bị bắt lính và đưa sang chiến trường châu Âu để bảo vệ mẫu quốc. Chỉ trong vòng mấy tháng đầu chiến tranh, chính quyền thực dân ở Đông Dương đã vơ quét được 37.955 tấn hàng hóa, chủ yếu là lương thực và một số loại nguyên liệu phục vụ công nghiệp chiến tranh trị giá tới 50 triệu răng, đưa về Pháp. Sách Việt Sử Khảo Luận cuốn 4 cũng viết rằng chủ động là Pháp trưng thâu lúa gạo vào kho dự trữ của Pháp trong những năm 1943 năm 1944 để đề phòng một binh biến sắp đến. Bọn Pháp đi kho Molan từ mùa gặt cuối năm 1943 đến hai mùa gặt năm 1944 cũng trưng thâu gạo bỏ vào các kho quân đội Pháp để phòng hờ một cuộc đổ bộ đồng minh vào Đông Dương. Thứ tư, chính Pháp đã làm những chuyện tồi tệ để cho nạn đói càng ngặt nghèo hơn, nhưng lại đổ cho Nhật. Từ việc đi vơ quét các nông phẩm từ Nam Phi, từ Nam chí Bắc để dự trữ riêng, rồi không chở gạo ra Bắc, đến việc dùng lúa đốt thay than củi ở các nhà máy điện. Những hành động bất nhân này ngày nay họ tuyên truyền là do Nhật làm. Một học giả chứng nhân đương thời là ông Hoàng Trọng Miên kể như sau: giữa thời kỳ ấy, để đề phòng ngừa dân miền Bắc nổi dậy, Pháp tung đám tay sai đi khắp nơi vơ quét hết thóc gạo, tải về tập trung ở các kho dự trữ riêng, lấy cớ là để tiếp tế cho quân đội Nhật. Hết ép buộc mua rẻ của dân quê, Pháp lại vải tiền ra mua thóc, ngô bằng một giá cao để thu cho kỳ sạch ngũ cốc hiếm hoi của miền Bắc. Gạo Nam Kỳ thì không được đưa ra, lấy cớ là phi cơ đồng minh ngày đêm không ngừng bắn phá tàu bè, ghe thuyền, con đường xe lửa xuyên Đông Dương thì Pháp dành cho Nhật chuyên chở quân sự. Lúa thừa ở miền Nam
cất chứa đầy kho. Pháp đem đốt thay than củi ở các nhà máy điện. Dân quê Bắc khởi sự chết đói từ cuối năm 1944, mùa lúa tháng 10 lại thất bát. Người có tiền ở thôn quê cũng đành nhịn ăn vì thóc gạo đã bị lấy sạch. Tại thành phố, mỗi khẩu phần người Việt đều phải ăn gạo bông, phiếu mua gạo ở trong tay chính quyền Pháp phân phát. Thứ năm, nhà viết sử Hoàng Ngọc Thành khẳng định rằng chính người Pháp, đúng hơn là liên minh xâm lược Pháp Vatican, có giả tâm cố tình gây ra để cho dân miền Bắc đói khổ, khiến cho họ không còn khả năng ủng hộ và trợ giúp cho phong trào của dân ta đang sôi sục bùng lên tại các vùng trung du và thượng du ở miền Bắc. Dưới đây là nguyên văn nạn đói năm 1944 năm 1945. Nhiếp ảnh gia danh tiếng Nguyễn An Ninh đã chịu khó đi xe đạp chụp hình các nạn nhân của nạn đói khủng khiếp này tại Hà Nội và một số tỉnh có người chết đói. Sau đấy, ông trưng bày những tấm hình này tại Hà Nội và Sài Gòn nhằm để đồng bào cả nước biết về nạn đói này và nhằm thúc đẩy cả nước tìm cách giúp những người đang bị đói và chết đói. Nguyên nhân chính là chính sách giả mang của thực dân Pháp dưới quyền toàn quyền Jean de Kock. Chúng hiểu rằng sau khi Pháp bị Đức đánh bại và chiếm đóng lãnh thổ, Nhật tràn vào, uy thế của chúng đâu còn như trước. Các dân tộc thuộc địa, nhất là dân tộc Việt Nam, làm sao khỏi nổi dậy giành lại độc lập. Hết Bắc Sơn đến Nam Kỳ khởi nghĩa, rồi Đô Lương, các toán du kích tại miền Bắc còn hoạt động đánh phá, rồi Mặt trận Việt Minh ra đời. Để đối phó, chúng vừa khủng bố tàn ác, vừa gây ra nạn đói thiếu lương thực để khó tiếp tế cho du kích, làm chết đói thân tàn ma dại. Nếu không diệt được những làm cũng làm giảm bớt sức nổi dậy tại Nam Kỳ, dư thóc gạo chúng dùng để đốt lò. Chúng gây ra sự thiếu vải trầm trọng. Tại nhiều vùng quê, vợ chồng chỉ có một cái quần, ai có việc đi ra ngoài mới mặc quần. Một số đồng bào phải cắt bao bố quấn quanh người thay quần áo. Những bức ảnh của nhiếp ảnh gia Nguyễn An Ninh là bằng cớ hùng hồn về nạn đói năm 1944, năm 1945, giết hại một phần dân tộc tại miền Bắc. Số nạn nhân chết đói là bao nhiêu nhân mạng già trẻ, lớn nhỏ, chính quyền Pháp không làm việc thống kê này. Việc này không khó, chỉ cần mỗi ngày tổng châu, huyện, phủ, thị trấn và thành phố điểm số xác chết chưa đi chôn mỗi ngày, rồi báo cáo lên cấp trên từng tỉnh, lên phủ thống sự Bắc Kỳ và khâm sứ Trung Kỳ là có số thống kê số nạn nhân chết đói. Thực dân Pháp đâu có cần biết bao nhiêu người Việt chết đói. Đối với chúng, càng chết đói càng nhiều, chúng càng mừng thầm trong bụng. Xin trình một đoạn tường thuật của một nhân chứng khi nạn đói mới bắt đầu. Người chết còn ít, mỗi buổi sáng xe hơi mang dầu hồng thập tự của sở vệ sinh đi các phố nhặt xác đem về bệnh viện thành phố cuốn chiếu đem chôn. Về sau số người chết đói tăng nhiều, một xe hồng thập tự không đủ, sở vệ sinh phải thuê xe bò nhặt xác, và tại bệnh viện thành phố, một nhân viên sở vệ sinh đếm xác chết trả tiền. Nhưng khi số người chết nhiều quá, phố nào cũng có, nên không thể tập trung xác ở một nơi nữa. Sở vệ sinh cho phép nhà thầu được đếm xác chết đi chôn. Họ chỉ bảo người nhặt xác chết cắt đôi vành tai của các xác chết sâu lại rồi mang tới sở vệ sinh lấy tiền. Sở công chánh đã cho đào sẵn những hố dài để các xe hất xác chết xuống, rắc một lần, vôi bột rồi lấp đất cho đầy. Những ngôi mộ tập thể là nơi an nghỉ từng chục người nông dân xấu số. Nhà cầm quyền Pháp không đề xướng thực hiện biện pháp cứu trợ nào cả. Trang 176-177. Ông Cao Vai đảm nhiệm công việc giám sát chuyển gạo từ Nam ra Bắc qua tỉnh Nam Định, đồng thời là quản lý chung về gạo dự trữ phân phối trong tỉnh
thấy có những nơi vẫn còn gạo chất như núi trong những kho quân đội. Không những thế, tại một nhà thờ Thiên Chúa giáo trong tỉnh, gạo đầy ắp trong kho. Ông đã thuyết phục đại sứ quán Nhật mở kho phát gạo, nhưng họ không nghe. Như thế cả Pháp lẫn Nhật đều là thủ phạm gây ra nạn đói năm 1944, năm 1945, giết hại trên dưới 1 đến 2 triệu đồng bào, trang 179-180. Kết luận: vì giới hạn của bài viết này, chúng tôi chưa nói đến chính sách thuế khóa khốc bóc lột dân ta đến tận xương tủy, là do cả Pháp và Vatican cùng chủ trương để chúng dễ dàng dùng miếng mồi vật chất vũ khí. Câu nhữ: dân ta theo đạo lấy gạo để mà ăn. Và cũng chưa nói đến bọn thực dân Pháp cướp đoạt ruộng đất canh tác của dân ta, giống như giáo hội La Mã đã cướp đoạt. Vấn đề này đã được chúng tôi trình bày khá đầy đủ trong mục 10 Vatican bóc lột nhân dân và cướp đoạt tài sản tại Việt Nam trong thời kỳ năm 1862 năm 1945. Chương 27: tiền bạc châu Bắc bị Pháp, Vatican và tín đồ Cato ăn cướp trong thời kỳ năm 1858 năm 1954. Chương 28: giáo hội La Mã bóc lột nhân dân Việt Nam bằng chính sách thuế khóa và xu dịch. Chương 29: cướp chùa, chiếm đất xây nhà thờ và cướp đoạt ruộng đất của nhân dân. Chương 30: hậu quả của những chính sách thuế hóa, xu dịch, cướp đoạt ruộng đất của chính quyền bảo hộ. Chương 31: hai cảnh đời trái ngược. Các sách trên đây nằm trong mục ít của sách lịch sử và hồ sơ tội ác của giáo hội La Mã. Cảm ơn quý vị các bạn đã chú ý lắng nghe. Về sau mình sẽ làm những đề tài trong phần phụ lục. Các bạn nhớ đăng ký kênh và để ủng hộ tinh thần mình. Dạo này kênh ít có người đăng ký quá. Xin thành thật tri ân quý vị và các bạn.